Thưa quý vị, sau đây là phần tin địa phương. Giới hữu trách tại San Bernardino sẽ hái và tiêu hủy trái cây tại 2.000 ngôi nhà. Bộ Thực phẩm và Nông nghiệp California đang có kế hoạch thu hoạch tất cả các loại trái trên cây tại 2.000 ngôi nhà ở khu vực Redlands của quận hạt San Bernardino để ngăn chặn sự lây lan của loại ruồi giấm Đông Á. Các công nhân đang đến từng nhà để loại bỏ tất cả các loại trái cây, từ cây cam cho đến các loại cây ăn quả khác diễn ra từ nay cho đến tháng 2. Tuy nhiên, thân cây thì vẫn được giữ nguyên. Loại ruồi giấm Đông Á có màu vàng và màu đen, trông giống như một con ong, đã từng tấn công hơn 400 loại trái cây và rau quả, bao gồm mơ, anh đào, cam, quýt, quả sung, đào, lê, mận và cà chua. Nếu không được kiểm soát thì loài côn trùng này có thể tồn tại lâu dài trong tiểu bang và gây ra sự thiệt hại lên tới hàng tỷ Mỹ Kim mỗi năm, ảnh hưởng đáng kể đến nguồn cung ứng thực phẩm của tiểu bang California. Giá trị cây trồng ở California bị ruồi giấm phá hoại vào năm 2020 lên tới 19 tỷ 300 triệu Mỹ Kim. Giới hữu trách đã yêu cầu người dân và các chủ công ty không tự hái trái cây mà cũng không vận chuyển trái cây ra khỏi khu vườn để ngăn chặn sự lây lan của loại ruồi giấm này. Thời gian thu hoạch sẽ diễn ra từ phía Bắc cho tới phía Nam của xa lộ số 10. Cư dân ở các khu vực có ruồi giấm sẽ nhận được thông báo 48 giờ đồng hồ trước khi các công nhân tới bắt đầu để thu hoạch trái cây. Tên cướp 10 cơ sở kinh doanh ở Little Sài Gòn lãnh 12 năm tù. Một thanh niên ở Corona bị buộc tội dùng súng cướp 10 cơ sở kinh doanh trong một loạt tội phạm trải dài khắp Santa Ana, Westminster và Garden Grove trong vùng Little Sài Gòn. Theo nhật báo The Orange County Register, bị cáo bị kết án 12 năm tù liên bang. Văn phòng Biện lý cuộc liên bang tại Los Angeles cho biết, bị cáo Hoa Jorge Arizon, 28 tuổi, đã dùng súng ngắn đe dọa nhân viên cửa hàng tại tất cả các cơ sở kinh doanh, đòi tiền mặt vào ngày 1 và ngày 8 tháng 11 năm 2022. Trong số các cửa hàng có Eleven, một tiệm làm tóc và 8 nhà hàng. Tổng cộng, bị cáo Arizona cướp 2.480 mỹ kim và hai bao thuốc lá theo một bản khai của FBI cho biết. Cảnh sát đã theo dõi bị cáo Arizona thông qua dữ liệu vị trí của điện thoại di động cũng như đoạn phim camera giám sát cho thấy Arizona cởi và vứt một chiếc áo len có logo NASA ngay sau vụ cướp cuối cùng. Các nhà điều tra liên bang cho biết đã tìm thấy trang Facebook của bị cáo Arizona có bức ảnh bị cáo mặc chiếc áo len giống hệt của NASA. Bị cáo bị kết án với tội can thiệp và hoạt động thương mại. Trong lời bào chữa, bị cáo đã thừa nhận hành vi cướp tài sản. Các công tố viên cho biết, tại phiên tòa, tránh án và các công tố viên xem xét tiền sử, nghiện ma túy và cuộc sống của bị cáo vào thời điểm cướp các cửa hàng. Sau đây là bản tin cuối. Công ty chuyển phát hàng UPS đang cắt giảm 12.000 việc làm khi mà nhu cầu giảm đi, bên cạnh đó là chi phí lao động tăng cao. UPS là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực dịch vụ vận chuyển và giao hàng trên toàn thế giới, dự kiến sẽ cắt giảm 12.000 việc làm vào năm nay. Giám đốc điều hành của công ty UPS là Carol Tom cho hay, do nhu cầu giảm đi và hợp đồng lao động hồi gần đây là lý do khiến cho các nhà phân tích không đạt được kỳ vọng về cuộc công bố về lợi tức những hành động tiếp theo đó là một phần trong sáng kiến phù hợp để phục vụ của công ty này. Và Caro cho biết rằng điều này sẽ tiết kiệm cho công ty UPS 1 tỷ Mỹ Kim vào năm nay. 3 phần tư trong số những lần sa thải sẽ diễn ra trong nửa đầu năm nay. Khoảng 14% trong số 85.000 nhà quản lý của công ty vận tải biển sẽ bị ảnh hưởng bởi việc cắt giảm. Công ty UPS cũng nói với các nhà phân tích rằng các nhân viên của họ dự kiến sẽ làm việc tại văn phòng 5 ngày một tuần công ty đã báo cáo doanh thu 24 tỷ 900 triệu Mỹ Kim trong 8 tam cá nguyệt thứ tư của năm ngoái, tức là giảm 7.8% so với cùng kỳ năm trước đó. Caro cũng nói với các nhà phân tích rằng doanh thu dự kiến cho năm nay sẽ nằm trong khoảng từ 92 tỷ Mỹ Kim tới 94.5 tỷ Mỹ Kim. Hồi tháng 8 vừa qua, công ty UPS đã phê chuẩn một hợp đồng lịch sử với liên đoàn Teamster, có nghĩa là các tài xế hạng nhất của họ sẽ nhận được khoản bồi thường tổng trị giá là 170.000 Mỹ Kim, bao gồm cả các quyền lợi khi kết thúc hợp đồng 5 năm của những người này.